Một hãng rất nổi tiếng của anh, hãng Ao Công. Hãng này đúng nghĩa là chất chất đua luôn nha các bạn, không phải đua rắc nha. Hôm nay là đua đường trường. Sản xuất gì? Đó, sản xuất hệ thống phanh cho xe từ dĩa cho tới heo dầu. Hãng Ao Công là trong những hãng cực kỳ nổi tiếng mà mình có thể đánh giá là hơn hẳn kể cả Brembo trong thế giới đua xe các bạn. Đa phần những cái hãng, những cái chiếc xe đua người ta xài sản phẩm của Ao Công không, nó xuất xứ từ Anh nha các bạn. À, sẵn tiện các bạn thấy nè, có cái anh mà Andre á, ở trong cái show mà High Performance Academy gì đó, ảnh đang phỏng vấn cái anh Ao Công này, các bạn thấy không? Nếu các bạn có coi YouTube thì bạn thấy sẽ biết cái anh này rất là nổi tiếng trên mạng. Đây, một số sản phẩm của Ao Công. Dĩa thắng này nó bán là cái dĩa ngoài thôi, bên trong thì nó tùy xe thì nó sẽ có bên trong có cái lỗi bên trong khác, nhưng mà các bạn nhìn heo dầu của nó có sự đặc biệt nào đó. Đây, một số dạng heo dầu. Một số trong số giải đua rally á, người ta thường đã xài Ao Công nhiều lắm các bạn. Ở đây một cái Ao Công. Đây là một số sản phẩm khác của Ao Công đây. Dân mà chơi heo dầu Việt Nam thấy mấy cái Ao Công này chắc mê chết. Nhìn nó chất hơn Brembo rất là nhiều các bạn. Ngoài ra Ao Công còn sản xuất cái dàn pedal nữa chứ không phải là dàn pedal nữa chứ không phải là cái heo dầu không các bạn. Ví dụ đây là dàn pedal. Đó, dàn pedal. Này là chân thắng, cái này là chân côn cho xe đua. Một chiếc xe đua đều phải xài dàn pedal. Cái cảm giác chân pedal tuyệt vời các bạn. Các bạn để tay vào các bạn nhấn thử là tuyệt vời. Rất là chắc chắn. Đây một số cái sản phẩm của Ao Công khác. À, nó còn sẵn, nó bán luôn kể cả ly hợp nữa các bạn, mình quên. Nó có bán ly hợp nữa. Ao Công này bán rất nhiều sản phẩm là ly hợp nè, thắng nè, chân pedal. Mà nó đơn thuần cái dòng sản phẩm nó cho xe đua rất là nhiều các bạn. Thương hiệu kế tiếp, thương hiệu Wiseco, chắc mọi người cũng rành thương hiệu này rồi. Chuyên sản xuất piston. Này là một công ty con của hãng GE Piston đó các bạn. Thì nó chuyên sản xuất piston mà nó thuần là sản xuất piston xe máy nhiều hơn. Đó, những cái này là piston xe máy không đó. À, thì cái piston nó cũng gì đặc biệt. Nó cũng theo công thức piston nén thôi, có nghĩa là cục nhôm nén lại tiện ra thôi. Ngoài ra Wiseco nó còn sản phẩm là sản phẩm tay dên nữa các bạn. Đây, một cái tay dên mẫu. Tay dên Boostline. À, tay dên Boostline. Những cái tay dên này, mỗi cái tay dên này chịu được 200 mã lực là chuyện bình thường các bạn. Ví dụ động cơ vào 4 máy á, 800 mã lực là chuyện bình thường. À, thoải mái. Sản xuất tay dên á. Mình có xài sản phẩm của Wiseco rồi, mình thấy chất lượng cũng được thôi. Thật sự nó những cái hãng như Wiseco, JE hoặc là CP gì đó là chất lượng nó gần giống nhau hết. Chỉ có là gì? Thằng nào có nhiều sự lựa chọn hơn thôi. Chứ không có gì khác á các bạn. Ví dụ thằng này có rất nhiều sự lựa chọn nên mình mua nó dễ. Đó, nó còn một hiệu khác là hiệu Trend, nó cũng trong một cái nhóm của cùng một công ty với công ty GE Piston á. Trend thì nó bán gì? Nó bán ác piston. Cái ác này rất là đặc biệt các bạn, ác này có phủ có lớp là DLC ở bên ngoài, gần như nó không có trầy luôn đó các bạn. Bán đũa bushrod cho những động cơ V8. Đó, ngoài ra đó thương hiệu K1 K1 chuyên sản xuất và bán tay dien. Đây, tất cả các sản phẩm K1. Tay dien này thì mình chưa xài bao giờ, nên nó mới, như cái thương hiệu này mới ra thôi. Nên mình chưa có xài nó thử. Mình xài là CP với Manly là nhiều các bạn. Rồi. Thương hiệu JE Pistons quá nổi tiếng rồi. Đây, chuyên sản xuất piston. Mà JE Piston cũng là công ty mẹ của rất nhiều công ty khác các bạn. Rất nhiều loại piston khác nhau, dành cho đa phần là dành cho xe. Xe hơi các bạn, xe hơi với xe tải, xe máy diesel á. Còn cái thằng mà Wiseco á, cũng là công ty con của thằng JE này, thì nó lại là sản xuất chuyên về xe máy, cũng giống vậy thôi. Đây là tất cả các dạng piston của nó. Mình có ghé thăm, các bạn có thể coi cái video mình ghé thăm cái hãng này rồi đó. Đây sản phẩm của nó. Có một số cái đề can để mình xin. Đây thêm một số sản phẩm của JE. Sản phẩm gì? Ví dụ BMW N54, Honda B-Series, Subaru FA20, Toyota Hi-EZ, toàn là những động cơ nổi tiếng là nó có hết à, không có thiếu. Nissan SA20, Honda K20C, Mitsubishi 4G63, Evo, piston của Evo, mọi thứ đều có hết các bạn. Thì cái gian hàng của cái công ty JE, cái cụm công ty JE bao gồm JE K1 với Wiseco rất là lớn, nó chiếm gần như là nguyên một khoảng trống của cái khu vực triển lãm này luôn. Thì nó có trưng bày một chiếc xe cũng khá là đặc biệt. Xe đua này không biết là đua thể thức gì đó, mình thấy rất là hay, rất là bắt mắt các bạn, nhưng mà nói thẳng mình không thích mấy cái dạng đua giống vậy.
Wilwood. Sản phẩm chuyên về thắng nữa các bạn, thắng Wilwood, hệ thống phanh Wilwood. Đa phần là cho xe Mỹ là nhiều thôi. Dân Việt Nam mình thì là ít xài cái này lắm, nhưng mà mình thấy nó cũng ngon, dân Mỹ nó xài nhiều. Nhưng mà nói thẳng, nếu mà về độ tinh tế hay cái gì đó, nó không thể nào bằng Brembo hoặc là AP Racing, hoặc là thằng hồi nãy mình ao công các bạn, nói cái quên mất. Wilwood là coi như nó sản rất nhiều cái bộ thắng dành cho rất nhiều loại xe, nhưng mà nó mang tính chất là thông dụng thôi. Chứ nói về đua thì nói thẳng là không ngon. Cũng là thắng hai mảnh heo dầu này nọ, đầy đủ mọi thứ, nhưng mà không ngon lắm. Nếu mình làm xe đua thì mình sẽ không chọn cái sản phẩm này. Nhưng đối với một xe dân dụng gì đó cần có một sự nâng cấp gì đó, hệ thống phanh zin của xe, thì hoàn toàn có thể mua những cái này để nâng cấp các bạn. Đây là brand hàng của Wilwood. Rất là nhiều heo dầu nha, heo dầu khắp nơi, heo dầu ngập tràn. Cái catalog của thằng Wilwood rất là rộng, gần như là xe nào nó cũng có. Gần như xe nào nó cũng có các bạn. Từ xe Mỹ tới xe Đức tới xe Nhật là nó có sản phẩm cho nó hết. Rất là nhiều. Các bạn thấy không? Rất là nhiều, rất nhiều model khác nhau. Từ model gọn tới model lớn, model dĩa lớn, 6 piston, 4 piston này nọ, có đầy đủ hết các bạn. Wilwood, một thương hiệu khác, ARP chuyên bán những gì? Rất nhiều dòng sản phẩm, nhưng mà nổi tiếng nhất là bán bù lông con tán cho động cơ. Ví dụ bù lông culas, bù lông cốt máy, bù lông bắc culas, bù lông cốt máy, bù lông tay dên, mọi cái bù lông về bánh đà hay bù lông này nọ là nó đều bán hết các bạn, và nó bán cực kỳ tốt. Ví dụ đây là một bù lông của cái tay dên, đầu lớn tay dên. Đó, có nhiều bù lông và nhiều cái loại vật liệu khác nhau các bạn. Ví dụ mình xài vật liệu thường thường là custom A 25625 cộng thì là cứng nhất, mình đa số là mình xài cái này không. Đó, cho những động cơ công suất cao chuyên bán bù lông. Đây là bù lông, về bù lông culas từ nhỏ lớn đều có hết này các bạn. Đó, có con tán luôn, cái đồ con tán của nó với cái lông đền của nó thôi là thấy chất lượng cực kỳ cao rồi. Các bạn cầm vô nó mới thấy là đúng là đồ xịn, nó khác, không thể nào so sánh được với mấy cái đồ khác. Ngoài ra nó còn bán những cái mỡ bò dùng để siết ốc. Siết ốc phải có mỡ bò, các bạn coi video mình các bạn biết rồi đó. Siết ốc mà không có mỡ bò thì không có chuẩn lực các bạn, phải có mỡ bò thì mới được. Người ta có trình bày một số cái động cơ nằm ở đây, toàn động cơ cơ bắp không à. Nhìn thì hay giống vậy thôi, nhưng mà lại không thích. Đây, mỡ bò. Thêm một số sản phẩm về bù lông culas, bù lông tay dên. Nhiều lắm các bạn. Bù lông nắp cốt máy cũng có nữa. Mọi thứ. Motec các bạn. Motec. Motec là thương hiệu mình cực kỳ yêu thích, cực kỳ đam mê sản phẩm Motec. Motec bán những gì? Người ta bán ECU độ cho các loại động cơ, độ cho đơn thuần cho xe đua là nhiều các bạn. Để mình show cho các bạn một số cái loại ECU. Đây, bán những cái ECU độ. Excuse me. Excuse me. Nó bán những cái ECU độ. Excuse me. Đây, ví dụ đây là một sản phẩm cơ bản của nó. Đây chính là ECU độ của nó. ECU độ của nó đây. ECU này thường là dòng M150, là dòng cực kỳ cao cấp của nó. Ra đời cũng được khoảng 4-5 tháng rồi. 4-5 năm rồi, nhưng mà nó chức năng nó cực kỳ chuyên sâu các bạn, không thể nào so sánh được. ECU Zin là chỉ là con của nó thôi, chứ không cái nào thôi á. Ví dụ đây là ECU dành cho GTR, thường thường nó sẽ có một cái bộ đi kèm, ví dụ nói từ dây của GTR nói qua đầu này, từ đầu này mới cắm vô thằng này. Đó. Civic Type R cũng có luôn ECU đâu. Mọi thứ. Excuse me. Và đây là một cái màn hình nó diễn tả lại coi như lock zin. Có khi mình đua thì mình phải coi lại cái lock là như thế nào, từ đó mình mới biết được thông số ra sao, là mình đó mình điều chỉnh. Thì Motec nó hỗ trợ đầy đủ hết mọi cái sản phẩm đó. Đây, ngồi đây bạn thấy coi rõ hơn. ECU độ. Đây là cái màn hình, màn hình mà thuộc dạng tốt nhất của nó. Cái màn hình này không, nó bán chắc mình nghĩ cũng phải 7.000 đô. Bạn thấy cực kỳ đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Nó cái độ sáng màn hình rất là sáng các bạn, có nghĩa là làm sao để khi chạy mà trong trời nắng á, hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Và nó lớn như thế này, lớn 2 gang tay, nhìn là ghiền. Đây là một số sản phẩm của Motec. Bán màn hình, nó bán hệ thống nút, nó bán luôn kể cả cái thằng này Grey Gay,
là cũng cùng một hãng của Motec, chung cái nhóm hãng thôi chứ không phải là của Motec. Nó bán luôn cái vô lăng đua màn hình Motec, hồi nãy mình đã coi rồi, quá đẹp luôn. Màn hình nhỏ, màn lớn, màn hình nhỏ, trung có hết các bạn. Mà những cái đồ này rất là mắc các bạn, nhưng mà thật sự là chất lượng của nó rất là cao, nó mắc là phải rồi. Đây, một số dòng, ví dụ một dòng M142 là dòng có thể điều khiển được phun xăng trực tiếp vào bồn đốt. Đó. Còn M150 thì không điều khiển được cái chuyện đó. Nó chỉ là phun xăng vào bét bình thường thôi, chứ không phải bét phun xăng trực tiếp. Và một số dòng các bạn thấy cái rắc nó khác không? Thí dụ cùng là 150. Là cùng là dòng Motec M hết, nhưng mà thằng này là rắc tròn. Mình thấy rắc tròn không? Thằng này rắc vuông. Thường thường rắc tròn là cao cấp hơn, tại vì sao? Nó dành cho những cái giải đua rất là khắc nghiệt các bạn. Rắc cắm nó phải tròn. Tròn, trong đây nó có rất nhiều chân tiếp điểm. Cái kiểu này là kiểu auto sport, là dành cho tụi đua, nó xài cái rắc tròn này. Nhưng mà bù lại là cực kỳ mắc tiền. Để mình cho thêm coi một số sản phẩm của thằng Motec này. Đây, mình muốn cho bạn coi cái màn hình của phần mềm điều khiển. Thôi coi này trước, thực sự nó còn bán những cái keypad nữa các bạn. Có thể là mình đề máy bằng cái này. Đó, đề máy bằng nút start này luôn, chứ không cần chìa khóa nữa. Mình có thể bật lên là quạt nước nè, bạn thấy không? Nó trình diễn hết nè. Đó, xịt nước, bật quạt, bơm xăng. Pit này là gì? Có nghĩa là bấm cái là vô pit, có nghĩa là vô tốc độ mà xét sẵn thì vô pit là xét độ là 30 mai trên giờ. Bấm cái này xe tự động chạy maximum 30 mai trên giờ. Đủ thứ chuyện trong đây, còi cũng có được các bạn. Đó, rất là hay. Còn những cái sản phẩm này là gì? Sản phẩm PDM, bạn thấy chữ PDM không? Coi như là nó thay thế toàn bộ cái cục, cái hộp cầu chì của rơ le của xe. Và cầu chì điện tử, rơ le điện tử nằm hết trong cái cục này. Tất cả điều khiển qua máy tính hết các bạn, có nghĩa mình muốn bật như thế nào, tắt như thế nào, mọi thứ nó đều điều khiển qua cục này hết. Nó còn gọi là PDM, tất cả PDM 15, PDM 30, cái 15 thì bằng 1/2 cái 30 thôi. Còn cái PDM mà kiểu xe đua, dắt tròn, là đua chuyên nghiệp á. Thằng này cũng đua rồi nhưng mà chưa bằng thằng này đâu, thằng này là chuyên nghiệp. Rất là hay các bạn. Còn đây là gì? Đây là một cái phần mềm dùng để lập trình ECU, để tune. Thí dụ như các bạn coi đây là đang tune về cái VE của cái động cơ, Engine Efficiency. Đó, tune về VE của động cơ. Mọi thứ tune này, những thông số là tune là live trực tiếp luôn các bạn. Thay đổi một cái động cơ có ghi nhận liền, không cần phải flash lại. À, cực kỳ nhanh. Một thương hiệu nữa khá nổi tiếng, nhiều người biết, Manly. Chuyên sản xuất lòng động cơ, bao gồm piston, cốt máy, tay dên, cốt máy, rồi súp báp, lò xo, là mọi thứ cho xe. Và từ xe Mỹ cho tới xe châu Âu, tới xe Nhật đều có các sản phẩm đó hết các bạn. Đây, thứ nhất là mình show cho các bạn cái sản phẩm về súp báp của Manly. Hàng Manly rất là tốt. Hàng Manly đó với mình rất là tốt và cái catalog nó rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Bây giờ mình cũng rất là khoái, thí dụ mình sẽ chọn. Đây là những cái, nó có để 2.3 EcoBoost cho động cơ của Ford 2.3. Đó, piston thì cũng giống như thay với thằng CP hay GE thôi các bạn. Không có gì đặc biệt khác. Nhưng mà quan trọng là sự lựa chọn nó nhiều, có thể cho nhiều hãng khác nhau. Thằng này là cho thằng FA20, động cơ FA20 của Subaru. Nằm ở đây. Nissan GT-R flat top cho những người mà coi cái mặt bê tông mà phẳng giống vậy, có trừ 1.5cc là mình biết là sao, phải không? Mình biết là dành cho những người muốn chạy độ nén cao, tỷ lệ nén cao thôi. Đó là sản phẩm piston. Mình sẽ cho các bạn coi những sản phẩm về đây, sản phẩm đặc biệt về súp báp thân rỗng ở giữa, để sodium ở giữa các bạn, để giải nhiệt tốt. Đủ loại hết, mình chưa có xài súp báp của Manly nên mình chưa biết chất lượng ra sao, nhưng mà mình nghĩ cũng rất là tốt thôi. Thôi, đây là một số dạng súp báp của SR20 của Nissan. Đây súp báp xả. Nếu nhìn sơ mình thấy súp báp này thì nó cũng hay, nó cũng có hai góc cắt các bạn, góc 45 độ với một góc nữa góc 30 độ, nhưng mình cảm giác nó không ngon bằng cái súp báp của thằng Power Division cho lắm, này cho GTA. Đây là hệ thống lò xo của nó. Tất cả các lò xo khác nhau. Lò xo cho titanium. Titanium là những cái nắp này là titanium này các bạn. Đó, những nắp giữ để cho nó nhẹ. Nó nhẹ, càng nhẹ thì có thể là hoạt động tua càng cao, ít tiêu hao nhiên liệu. Lò xo cho 2EZ. Đây, lò xo cho 2EZ. Đủ trò hết các bạn. Lò xo đôi cũng có nữa. Đây, lò xo đôi. Dòng cho tua rất là cao. Đó, đủ loại lò xo hết, dành cho đủ loại chiếc xe khác nhau hết các bạn. Một sản phẩm khá nổi tiếng của Manly mà mình rất thường sử dụng đó là chính là cái tay dên.
đây là những cái tay dên của Manly và cái sản phẩm tay dên iBeam. iBeam là nổi tiếng nhất, ví dụ iBeam này cho Big Block Chrysler. iBeam này, nếu mà tính ra iBeam này mỗi cái tay dên này chịu được khoảng 300 mã lực là chuyện bình thường nha các bạn. Thì 300 mã lực của mình thôi, nếu mình lấy một cái tay dên của Subaru cho các bạn coi. Đây là tay iBeam của Subaru mà mình thường xuyên sử dụng. Có nghĩa là tất cả mình build 5 chiếc xe Subaru, 6-7 chiếc 5-6 chiếc xe Subaru là mình xài tay iBeam này hết nè các bạn. Tay dên này hết, loại iBeam. Còn loại này là loại H-beam nha các bạn, chữ H. H-beam là loại chữ H. iBeam là loại chữ Y, cái thân đó là chữ Y, giống như sắc Y vậy đó. Ở đây. Thì sản phẩm tay dên của nó đều rất là tốt hết, mình xài mình cảm giác rất là yên tâm. Ngoài ra trong đó các bạn thấy là những cái cốt máy, Manly vẫn làm cốt máy luôn, vẫn bán cốt máy cho Subaru, bán cốt máy cho những động cơ khác luôn các bạn, nhiều lắm. Nó chỉ trưng bày một số cốt máy vậy thôi, chứ thực sự nó nhiều sản phẩm lắm. Sẵn tiện giới thiệu cái thương hiệu rất là vui. Mà không ngờ là cái sản phẩm là nó bán cái sản phẩm loại giống như thế này. Đó, thương hiệu gọi là Mazda Performance. Chuyên bán gì? Que thâm nhớt các bạn. Các bạn tưởng tượng nổi không? Que thâm nhớt cũng phải độ. Đây là những cái loại que thâm nhớt mà ta thường xuyên dành cho những cái máy cơ bắp Mỹ, muscle car thôi. Đủ loại que thâm nhớt, mình thấy cũng, mình nói chung mình chưa có hỏi những anh này là lý do tại sao phải là bán que thâm nhớt. Nhưng mà thật sự đó là cái điều mình rất bất ngờ. Khi mà que thâm nhớt cũng đóng góp vai trò rất là lớn. Thật sự nó có nhiều loại que thâm nhớt luôn, trước động cơ với que thâm nhớt hộp số cũng có luôn các bạn. Đó, nằm ở đây hết. Một thương hiệu mà cũng nổi tiếng, tuy nhỏ nhưng mà nổi tiếng. Đó là thương hiệu những cái két giải nhiệt nhớt các bạn. Hiệu Setrap. Setrap cực kỳ nổi tiếng các bạn, chuyên về giải nhiệt nhớt. Tất cả như bạn thấy ở đây là tất cả những két về giải nhiệt nhớt mình đã từng xài rồi, hiệu quả cực kỳ hiệu quả các bạn. Sự khác biệt rất là lớn giữa thương hiệu bình thường với thương hiệu này nha. Đó, thương hiệu này không biết lý do sao mà nó chạy tốt hơn hẳn những thương hiệu khác các bạn. Đây là những két có nhiều loại kích thước khác nhau, mình cứ chọn kích thước nào phù hợp với loại xe của mình. Mà mình bắt đầu đem về mình chế bát này nọ, rồi mình chế cái các rắc, chế các rắc nối này nọ, rồi mình tìm cách mình đấu nó vô máy là mình có cái giải nhiệt nhớt các bạn, rất là hiệu quả dành riêng cho những chiếc xe đua. Tilton nha các bạn. Tilton bán những gì? Tilton bán tất cả những cái gì về ly hợp, về dẫn động, về ly hợp và về bê đan. Ví dụ đây là một cái bộ ly hợp nhiều dĩa, 1, 2, 3 dĩa của Tilton. Thí dụ mình mua cái bộ liên hợp này về, cái mình gắn, mình sẽ tìm cách để mình gắn vào cái bánh đà thì nó sẽ ra bộ liên hợp hoàn thiện. Đây bộ liên hợp rất là nhỏ, 1, 2, 3 dĩa, nó dành với xe nhỏ hơn. Liên hợp carbon hoàn toàn 100%, bạn thấy hôm nay là carbon hết, từ hai miếng carbon ghép vô nhau hết. Rất là nhiều dạng liên hợp. Và cái nổi tiếng kế tiếp đó là cái bê đan. Đây bê đan xe đua đó, mình đang nghiên cứu mua mấy bộ bê đan này đây. Bê đan và bình dầu nó gắn nha, tất cả đây là bê đan dầu, heo dầu hết, bình dầu để kế bên luôn. Thế thằng này là 3 bê đan. Này là 2 bê đan, thường thường là bê đan mà ga nó sẽ nằm riêng các bạn, nó không nằm chung, nó chỉ là bê đan mà cần phải dùng dầu bê đan thắng nè. Bê đan thắng thường thường là tới 2 cái để cho thắng trước và thắng sau. Còn bê đan côn thì chỉ có 1. Nó nằm ở đây và cái cảm giác nó rất là chuẩn các bạn. Cảm giác rất là chuẩn. Đây là bộ bê đan. Nhiều mẫu mã khác nhau, còn này là 3 cái bê đan luôn. Thứ nhất là bê đan ga. Đó, bê đan ga thì nó đã có gắn sẵn cái này để gắn sensor vô. Đó, tùy mình gắn sensor. Đây là bê đan thắng. Đây là bê đan côn. Đó, rất là gọn dành cho xe đua. Đây là những cái bánh đà. Đây là dàn bê đan khác, bê đan đằng kia đó. Bê đan đằng kia là mao fit, mao lưng, là gắn vào lưng của cái xe, còn này là gắn ở dưới, gắn ở sàn dưới của xe. Tùy loại bê đan khác nhau. Tùy loại bê đan rất là hấp dẫn các bạn, mình thấy mình khoái rồi đó. Mình định gắn cho trên chiếc xe của mình, dự án mà chiếc Evo đua của mình á, có thể mình sẽ nghiên cứu cái bê đan của thằng này. Canan nha các bạn, ai cũng biết Canan rồi, chuyên bán về lọc gió. Đây Canan thì nó hãng cực kỳ nổi tiếng, nó sản xuất lọc gió với thương hiệu Canan của nó, hoặc là nó có thể đóng thương hiệu của thằng khác lên cũng được nếu muốn. Đây, những cái loại lọc gió trụ, lọc gió giấy, lọc gió phẳng, lọc nhớt cũng có luôn, cũng có mặt nó. Mọi thứ, lọc xăng luôn. Mọi thứ ở đây. K&N, quá nổi tiếng rồi, không cần nói nhiều. Đối với mình thì K&N, cái lọc gió là cũng là cái thiết bị cực kỳ quan trọng đối với cái động cơ. Nhưng mà nó không phải là cái để quyết định về mặt công suất. Nhưng mà đôi lúc thí dụ như tại sao phải nâng cấp. Ví dụ mình nâng cấp một chiếc xe với hệ thống turbo, bây giờ turbo nó cần một cái lượng khí nạp cực kỳ lớn, thì đương nhiên lọc gió zin không thể nào đáp ứng được, thì mình phải thay lọc gió K&N vô.
chứ mình đâu có thể nào chế cái lọc gió gì khác được, mình đâu có thể chế được. Bởi vậy cách nhanh nhất là mua Canon là như vậy thôi, chứ thực sự gắn Canon vô không làm tăng công suất động cơ nha các bạn. Cái sản phẩm này nó không liên quan gì tới xe đua, độ xe gì hết, nhưng mình thấy hay nên mình giới thiệu luôn. Đây là cái thương hiệu Bigport, chuyên bán về các sản phẩm phục vụ cho garage các bạn. Ví dụ như là cái cụm dùng để gắn trên tường đó các bạn, để thí dụ treo dụng cụ, để hóa chất, treo khăn giấy, treo dụng cụ hóa chất này nọ. Rất là vui, thí dụ bên đây là treo khăn giấy để mình làm trong garage mà, mình tiện nhớt nhau này nọ, nước rửa này nọ. Theo họ bán rất là nhiều cái sản phẩm nên để gắn trên garage của mình, phục vụ garage, giống như những cái máng treo như vậy đó, những cái máng treo, đủ loại máng treo hết đó các bạn, rất là hay. Nói chung là sản phẩm cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà mình nghĩ là chắc mắc tiền lắm, không có tiền chịu nổi đâu. Rất là hay rồi. Để qua bên đây coi nữa, treo lên vách tường, ví dụ mấy cái treo khăn giấy rồi xà bông như thế nào đó. Rồi đa sử để xăng thì phải có cái khung để cái bình xăng lên, thì nó cũng sản xuất những khung đó để bình chữa cháy này nọ. Rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà chắc là giá cả cũng là trên trời. Đồ Mỹ mà nhìn gần và thấy chất lượng nó dữ dằn lắm, chứ nó không phải đơn giản như là Việt Nam mình đâu. Đây tất cả các loại để gắn lên xe, thí dụ xe mình mà cần phải cái những xe bán tải này nọ đó có thể gắn lên. Đây hiệu Bigport, lần đầu tiên thấy cái này, thấy cũng rất là nhỏ nhưng mà lại cực kỳ hay. Hàng Liner Clutch, nó là bán gì, bán bộ liên hợp này, lộ liên hợp rất là đặc biệt các bạn, dùng chỉ riêng cho Durac thôi. Có nghĩa là sao, khi mà ra xe đó mình không cần, mình chỉ cần nhả côn thẳng luôn, mình không có cần phải giữ chân côn gì hết, rồi từ từ khi mà đạt cái tốc độ nào đó thì cái liên hợp nó tự động nó bung ra và nó khóa bánh lại, nó khóa côn lại để mình lúc đó mình chạy thôi. Rất là hay các bạn, chuyên dùng để xe Durac mà để đề ba, chính thức là đề ba, nó coi như là nó lúc về sau đó vô số khỏi cần đạp côn luôn, cứ vô tới luôn các bạn. Chỉ đề ba là nhả chân côn là tự động nó sẽ trượt thời gian đầu thôi, khi đạt được tốc độ nó sẽ tự động bung và khóa lại. Rất là hay. Hãng này nghe nói là của Anh Thụy Điển chứ là cũng không phải là của Mỹ. Swift nha các bạn, mọi người xài Việt Nam chắc bác biết lò xo hiệu Swift rồi phải không? Thì nó đây, chuyên về lò xo thôi, không có gì đặc biệt. Mà tại mình đi ngang mình thấy nên mình giới thiệu cho các bạn thôi, chứ ở Việt Nam mình ai cũng biết cái hiệu này rồi. Chuyên bán lò xo độ cho nhiều dòng xe khác nhau, nhiều loại damper khác nhau. Lò xo hạ gầm này nọ là nó hết á. Này thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn hãng Label Company, chuyên làm đề can các bạn. Như các bạn biết là hôm nay mình đang nghiên cứu cái vụ đề can này để làm đề can cho Garage CCM Fast, thì bây giờ mình đã tìm ra được giải pháp rồi các bạn. Thực sự đề can phải qua Mỹ in mới ra được các bạn, còn Việt Nam mình người ta không in đề can kiểu này. In đề can kiểu này là kiểu sao, đề can này là đề can kéo màn chứ không phải đề can cỡ máy in. Thì khi nó in nó sẽ thấy cái điểm ảnh, mình nhìn kỹ mình sẽ thấy cái điểm ảnh, cái màu nó không có đậm, nó không có đẹp. Còn đề can kiểu này là nó kéo màn, bởi vậy lúc nào cũng màu cũng rất là rõ, rất là đẹp các bạn. Mình sẽ liên hệ với anh này để mình order những cái đề can cho CCM Fast. Một thương hiệu đến từ nước Đức các bạn, Malay. Thương hiệu rất là đặc biệt đến từ nước Đức, họ ta sản xuất là piston tay gen này nọ. Và thấy không, vàng bạc đây, bạc piston này nọ, rất là đặc biệt. Thực sự công nghệ bạc này nọ rất là nhiều hãng làm rồi, từ Nhật tới Mỹ tới Đức, nhưng mà nó cũng gần khá giống nhau. Nhưng mà cái điều đặc biệt về cái piston của Malay, lúc nào nó là bằng nhôm đi, nhưng mà lúc nào nó cũng có một cái lớp mạ bên ngoài các bạn, và thấy không, lúc nào cũng lớp mạ màu bên ngoài. Cái đó là cái điểm khác biệt, đôi lúc người ta nói cái đó là tốt, đôi lúc người ta nói cái đó là xấu, nhưng mà bản thân mình rất thích cái loại piston này. Chắc chắn những dự án sắp tới mình sẽ xài thử piston Malay này. Cái điều dở piston Malay là nó không có support cho cái giới mà xe Nhật nhiều. Nó đa phần là xe Đức có, xe Mỹ có, nhưng mà Subaru này nó cũng có, nhưng mà có vẻ như là để tiếp cận nó hơi khó. Cái đội marketing của nó có vẻ là hơi dở trong cái việc tiếp cận này, nhưng mà sản phẩm của nó là thực sự là tốt các bạn, thực sự là tốt, rất là ok. Cái màu rất là đặc trưng dành riêng cho nó. Để mình hỏi mấy anh này coi lý do tại sao nó chọn màu giống như thế này. Ví dụ đây là piston cho máy động cơ Ford 2.3 phun xăng trực tiếp. Nó phun xăng trực tiếp nên nó có cái dĩa này, bạn thấy cái piston là có cái dĩa tròn này, là có nghĩa là nó phun xăng trực tiếp. Cái kim phun nó sẽ phun xăng vô cái dĩa này, nó làm cho cái nổ trong cái lòng xi lanh tốt hơn. Mình không biết giải thích làm sao, mình biết là như vậy thôi. Đó, BMW N54 đầy đủ hết. S85 Honda mà thể tích
Thể tích đầu là 10cc dùng để cho tỷ lệ nén cao nè các bạn. À, xong đấy Subaru ta. 4:63. À, tất cả mọi thứ rất là nhiều, rất là hấp dẫn. Đây nữa. Thì đây là hiệu Male nha các bạn. Mình sẽ chắc chắn mình tương lai mình sẽ thử nghiệm cái hiệu này coi như thế nào. Còn các dòng sản phẩm khác của hiệu Male nữa các bạn, mình quên đề cập. Ngoài Bridgestone nó còn sản xuất một loại sản phẩm cực kỳ tốt. Đó là bạc lót các bạn, miễn lót của miễn lót tay dê, miễn lót cốc máy vậy nọ. Chắc chắn mình sẽ thử nghiệm cái này trong tương lai. Tại vì mình đã nghe bạn mà nói xài cực kỳ tốt, tốt hơn King Bearing rất là nhiều. Chắc chắn mình sẽ thử. À, cái này là miễn lót cho cốc máy, cho tay dê nè các bạn. Còn này miễn lót cho cốc máy. Đó, cho cốc máy chắc chắn mình sẽ thử nghiệm trong tương lai gần. Cái bộ miễn của thằng Male này rất là tốt. Mình sẽ thử nghiệm, mình chắc chắn mình sẽ thử nghiệm Bridgestone luôn. Dòng sản phẩm của thằng Cơ Kỳ các bạn, chuyên là bán ghế đua. Mà dạng đua này là dắt dạng đua cho đua dạng Mỹ quá. Lại nhìn rất là cứng các bạn, nó xài nhôm luôn chứ nó không cần carbon. Thí dụ đua NASCAR hoặc đua rắc này nọ đó, thì đây là những cái sản phẩm người ta chọn. Ghế đua rất là đặc biệt. À, nó để về cho người ta ngồi thử luôn coi sao. Tại như bảo vệ đầu, bảo vệ cổ, bảo vệ đầu, bảo vệ vai, bảo vệ hông. Này ngồi rất là khích từ xe nhỏ tới xe lớn. Mình cho phải ngồi xe nhỏ. Một dạng ghế đua rất là lạ khi mà cái kết cấu nó là bằng nhôm như các bạn thấy đây nè. Là bằng nhôm hết. Mình chưa hiểu cái thể thức của cái ghế đua này như thế nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có một cái gọi là cái chứng nhận, ví dụ là SFE 39.2 Certified, một cái chứng nhận gì đó, cũng có giải gì đó, nó bắt buộc là phải có chứng nhận này. Thì đây là sản phẩm để phù hợp với cái chứng nhận đó các bạn. Rất là mới. VAC Motorsport các bạn, VAC vườn ao chuồng Motorsport. Người nào mà chơi BMW chắc chắn biết cái sản phẩm này. Đây là một cái hãng độ chứ không phải là một cái nhà máy sản xuất. Nó cũng có sản xuất nhưng mà đa phần nó cũng là hãng độ, và nó bán những cái bán từ phụ tùng của nhiều hãng khác lắm chứ không phải riêng của nó. Ví dụ bữa nay nó mà nó đem đến triển lãm á, thiên về là hộp số các bạn. Thiên về hộp số nhiều hơn. Thì đây nó trình bày những cái hộp số của hiệu Quay, cái hiệu Quay với cái hiệu Dread, hai cái hiệu hộp số nổi tiếng của châu Âu. Đây là một trong những hộp số đó. Đây là một hộp số, toàn bộ hộp số đua hết nha. Những hộp số đua hết. Và tất cả những cái cốt máy đôn gen của động cơ BMW. Thí dụ này là cốt máy đôn gen của S54, cốt máy đôn gen của S54, S38 này nọ. Đôn gen nha các bạn, cốt máy đôn gen. Và đặc biệt đây là cái lốc máy. Đặc biệt đây là cái lốc máy độ S54 các bạn. BMW S54 khi mà nó tiện nguyên cục khối nhôm CNC ra, khối nhôm CNC đó, cái lốc máy CNC đầu tiên của S54 trên thế giới. Đó, nó sẽ đóng lồng, các bạn thấy không, cái dàn lồng nó nằm đây nè. Dàn lồng đây là tiện CNC ra rồi đóng lồng vào, còn đầu của lá sẽ vẫn giữ zin nha các bạn, vẫn là đầu đúc nhôm của hãng nhưng mà nó đương nhiên nó bọt lại hết rồi. Đây là lốc máy CNC S54. Thằng VAC là thằng đi đầu trong giới độ xe BMW mà. Đó. Đi đầu luôn. Còn đây là những cái sản phẩm của thằng Quay, là cái công ty chuyên sản xuất về hộp số cũng như là V-Size. Đây là những cái V-Size nổi tiếng của thằng Quay, rất nổi tiếng các bạn. Hộp số Quay nằm ở đó. VAC nha các bạn. Một thương hiệu khá là nổi tiếng nữa các bạn, LA Sleeve. Là bán gì? Bán cái lồng sơ mi. Bán lồng sơ mi cho động cơ. Như các bạn thấy là mình thường mình làm động cơ ra là mình thường đóng lồng để gia tăng độ cứng. Tại thực sự những lốc máy mà mình làm thường là lốc nhôm không à. Lốc nhôm thì nó chỉ cứng được tới một cái mức nào đó thôi. Khi mà nâng công suất quá cao thì chắc chắn nó không còn cứng nữa. Thì lúc đó mình sẽ đóng cái sơ mi này vào giống như thế này. Đây là những cái lớp sơ mi đóng vào giống như thế này. Thí dụ đây là động cơ K24 của Honda đóng vào để tăng cường độ cứng. Rồi ở đây là động cơ B18 của Honda. Nó tăng cường độ cứng thì đây là một cái lồng của nó giống vậy. Để mình tháo lồng cái cho các bạn coi. Đó, đây là một cái lồng. Thì cái này mình đã xài trước đây rồi nhưng mà xài thương hiệu của thằng gọi là thằng Dalton. Thì này lần đầu tiên mình thấy thương hiệu của LA Sleeve. Thì chắc chắn trong tương lai mình sẽ thử nghiệm cái thương hiệu này tí các bạn. Mình thấy nó cũng khá là tốt á. Đây là lồng ướt. Lồng ướt có nghĩa là sao, là có nước mát. Nước mát nó phủ bên hông của lưng lồng luôn các bạn. Còn một số loại là lồng khô, thí dụ đây là lồng khô, không có nước mát. Lồng khô, không có nước mát. Đó, LA Sleeve. Thương hiệu Faria.
Faria là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về sản xuất súp bắp các bạn, và lò xo súp bắp cực kỳ nổi tiếng, phải nói là nổi tiếng nhất nhì thế giới trong thua kém gì. Đây là một số súp bắp mẫu mà nó trưng bày. Súp bắp của nó đặc biệt là rất là bền, nó nổi tiếng giống vậy, cực kỳ bền. Và rất nhiều đội đua ta sử dụng súp bắp này một cách thành công. Lò xo nó cũng vậy, lò xo nó cực kỳ bền các bạn. Súp bắp nó rất là nhiều loại khác nhau, nhiều loại vật liệu khác nhau. Vật liệu thép không rỉ, stainless steel này nọ đó các bạn. Lò xo đơn, lò xo đôi này nọ. Ở đây nó có trưng bày một cái đầu glass của động cơ Ford 5.0 lít Coyote. Cái này động cơ V8 thì nó trưng bày một bên thôi. Đó thì các bạn có thấy được là nó sẽ lấy được như thế nào để mình show cho các bạn luôn. Ngoài súp bắp nó còn bán những cái là gít nữa các bạn, bán những gít, bán miệng súp bắp luôn các bạn, gít nè, rồi bán miệng, kể cả miệng đồng súp bắp nó cũng có bán nữa, mình quên đề cập tới. Ở đây là một trong những cái đầu của nó, đây là súp bắp của nó. Nó có nguyên liệu là thép không rỉ, Inconel, rồi súp bắp rỗng như tất cả những thương hiệu khác. Nhưng mà nó đặc biệt hơn những thương hiệu khác là cái sự bền bỉ của nó. Đây để mình giới thiệu cho các bạn, cái đây là một cái đầu culas của động cơ B58 nổi tiếng của BMW á, động cơ súp rà mới của mình á. Thì đây là cái đầu culas của nó. Thì đây đầu culas này được làm bởi cái thằng Head Games này, là cũng thằng cực kỳ nổi tiếng trong giới làm đầu culas, được xài bởi súp bắp. Đây là súp bắp Zin, đây là súp bắp của Faria, súp bắp Faria. Thậm chí nó còn sản xuất súp bắp đặt riêng nó, theo thử riêng, mình có nhu cầu mình đặt riêng cũng được các bạn. Sau này mình đang tính là mình sẽ đặt cái thương hiệu này để sản xuất súp bắp cho xe máy, tại vì cái súp bắp của mình nó bị dở, cái là nó không có đủ bền, nó bị lúng, nó bị không chịu nhiệt tốt được á, lâu ngày nó sẽ bị lúng. Còn đối với những nhiên cái vật liệu này thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều các bạn, và đặc biệt nó chấp nhận đặt súp bắp thử riêng luôn. Đây là cái đầu glass B58. Của thằng Head Game Motorsports. Đây là cái miệng đã cắt lại xử lý lại nè. Còn miệng này là miệng zin. Miệng zin. Miệng đã xử lý lại. Thương hiệu Faria. Một thương hiệu ở Việt Nam ai cũng biết, Bilstein. Chuyên bán phục nhúng các bạn. Thì Bilstein cũng có gian hàng để triển lãm ở đây. Thì người ta giới thiệu rất nhiều loại phục khác nhau, nhiều model khác nhau, bao nhiêu loại xe khác nhau đây. Thuộc Bilstein này nổi tiếng rồi, nổi tiếng cả thế giới, rất nhiều người xài, rất nhiều đội đua người ta sử dụng. Nhưng mà thường thường đó, với mà mình làm một chiếc xe đua đó, mà để mình là có phục chiếc xe đua đó, thì đa phần là phải đặt hàng thử riêng hết các bạn, chứ không thể nào mình mua cái mà có sẵn trên thị trường hết. Phải đặt hàng thử riêng, mình phải nêu cho người ta nhu cầu của mình là cái gì, độ nhúng ra sao xe gì, độ damper là bao nhiêu, xe nặng bao nhiêu, chiều cao của xe là bao nhiêu, chạy trên mặt đường gì, thì người ta sẽ sản xuất cho mình cái phụ nó phù hợp với cái chuyện đó. Còn nếu mình mua những cái mặt hàng có sẵn á, thì nó chỉ là một cái xài chung cho mọi trường hợp thôi, thì đương nhiên nó sẽ không tốt, đương nhiên nó không tốt bằng cái mà sản xuất thử riêng rồi các bạn. Đó. Đây một số sản phẩm trưng bày, và nó cũng trưng bày thì một chiếc xe đua, cái kiểu xe đua này từ nãy thấy rất là nhiều trong cái cuộc triển lãm này, mà mình cũng chưa biết được cái thể thức đua này thể thức gì nữa, rất là lạ. Bilstein nha các bạn. Thương hiệu kế tiếp là thương hiệu AEM các bạn. AEM là thương hiệu, như bạn nào coi là video của mình thì cũng biết cái thương hiệu rồi. Nó chuyên sản xuất sản phẩm nhiều nhất là ECU đậu cho nhiều dòng xe. Cái sản phẩm thông dụng thứ hai là sensor và đồng hồ sensor cho nhiều loại xe khác nhau. Sản phẩm thứ ba là những cái bơm xăng này nọ, hệ thống bơm xăng này, lóng phun cồn này nọ, những sản phẩm lặt vặt khác nó cũng có sản xuất. Nhưng mà thôi, mình sẽ nói tới cái vấn đề ECU thôi. Thì AEM nó sản xuất ECU cho rất nhiều loại xe khác nhau, thậm chí ECU độ cho xe đua nữa. Đây là một số cái sản phẩm của nó. Ví dụ AEM EV, ECU đặc biệt dành cho xe điện nè các bạn. Đó, rồi một số cái màn hình hiển thị. Số màn hiển thị đây là cái màn hình về phần mềm của nó. Đó, thí dụ đây là phần mềm của nó. Nó cũng giống như thằng Motec hồi nãy mình có giới thiệu rồi đó. Nhưng mà đối với thằng AEM thì thực sự cái level của nó thấp hơn Motec tới một bậc lận các bạn. Nó không thể nào bằng Motec được. Thì đây là một số cái sensor, thì này sensor nhiệt độ, khí thải đó. Cái bộ thu thập thôi, còn sensor riêng nè, sensor nằm đây nè đó. Rồi sensor nhiệt độ, sensor áp suất, sensor nhiệt độ nè, sensor khí nạp này, nó nè đó. Rồi nó có bán những cái cổng ken để kết hợp tất cả cái sensor lại với nhau để truyền về bộ xử lý trung tâm, ví dụ như vậy. Đây là một số cái
sensor này nọ, một dây nối màn hình. Đây, số dây nối, đây là sensor nồng độ cồn, điều khiển boost, solenoid điều khiển, mô bin nó cũng khá tốt các bạn. Lót giờ dùng để thu thập dữ liệu. Ở đây là hệ thống phun cồn. À, mình có xài này rồi cũng được, nhưng mà thực sự xài lâu dài thì nó không hay lắm, nó không phun cồn. Nên qua đây có gì à, qua đây là những cái đồng hồ các bạn, những cái loại đồng hồ à, mình có xài này rất là nhiều rồi, mình thấy chất lượng khá là tốt. Mình thường mình xài là đồng hồ AFR, là đồng hồ tỷ lệ xăng gió, chắc nằm bên kia rồi. Rồi đồng hồ áp suất xăng, áp suất nhớt đó, là mình thường mình sử dụng. Đây là nó cũng nhiều loại đồng hồ khác nhau. Và tới ECU mà chuyên dụng cho đua thì nó có gọi là Infinity Series, nó có cái dòng Infinity cũng khá thông dụng. Đây là loại Infinity, loại nhỏ, loại lớn hơn à, nó cũng bán nhiều loại ECU để mà gắn chạy liền cho tất cả nhiều dòng xe khác nhau nữa, thí dụ như là dòng xe Nissan GTR, dòng xe BMW M3 này nọ đó, mình plug and play luôn, gắn là chạy liền khỏi còn phải chế độ đó. Đây là những cái ECU của nó. Rồi, như vậy cho các bạn, thương hiệu AEM. Thương hiệu kế tiếp là hiệu Dodge. Dodge các bạn, Dodge là giống như là cái mũi tên phóng vậy đó. Rồi Dodge, thì thương hiệu là về cái gì? Họ chuyên sản xuất lốc máy và đầu culas cho động cơ V8 của Mỹ. Họ sản xuất luôn lốc máy đây, ví dụ một cái lốc máy. Họ đúc luôn, đúc cái lốc luôn. Họ gửi đúc đàng hoàng, đúc riêng rồi gia công lại. Thậm chí họ còn sản xuất CNC, full CNC từ nhôm thành một lốc máy hoàn thiện. Nếu ai muốn sản xuất CNC nhôm thì có thể mua cái này, cứng hơn rất nhiều so với đúc. Rồi, đầu gulas, người ta sản xuất đầu gulas đầy đủ hết luôn các bạn, full đầu gulas. Có nghĩa là dân chơi V8 ở Mỹ, người ta mua những cái bộ phận người ta ráp lại là chạy thôi, không có chế độ vậy đó. À, mua về là gắn vô là chạy. Rồi vậy nó hay là như vậy. Đây là một số đầu gulas. Đây, nói về chất lượng đầu thì mình thấy cũng tạm thôi, chứ nó cũng phải là gì dữ dằn lắm, được rồi chứ không ngon. Tại vì nó sản xuất số lượng nhiều mà các bạn, sản xuất số lượng nhiều mà. Mình nhớ không lầm là nó có sản xuất một cái lốc máy cũng đúc cho cái xe Mitsubishi Evo, mà không biết bữa nay nó có trưng bày hay không. À đây nè, nó có nè, ở đây nè bạn, cái lốc máy của Evo 10, 4B11, lốc máy closed deck. Closed deck có nghĩa là ở đây nó không có hở, tại Evo Zin là nó hở thì thằng này nó đúc một cái lốc cho không có việc, không có hở, cải tiến giống vậy, nhưng mà thực sự nó không ngon. Rất ít người sử dụng cái lốc này các bạn, nhìn thấy vậy chứ rất ít người sử dụng cái lốc này, coi vậy chứ nó không ngon. À, đây là thương hiệu gì? Đây là thương hiệu Dodge ha, rất nổi tiếng trong giới V8. Dalton Sleeve các bạn, Dalton Sleeve, thương hiệu sản xuất sơ mi xi lanh cực kỳ nổi tiếng. À, hồi nãy mình có trình bày cái LA Sleeve rồi, thì bây giờ Dalton Sleeve nữa, hai thương hiệu. LA Sleeve thì mới hoàn toàn mình chưa sử dụng bao giờ, mới đối với mình thôi, nhưng mà Dalton Sleeve mình đã sử dụng rất nhiều rồi các bạn. Thì nó sản xuất lòng sơ mi ha, à, ví dụ đây là một sản phẩm của nó, số lòng sơ mi. Và đặc biệt á, này là 2JZ Bullet, có nghĩa là những người mà chạy máy động cơ Toyota 2JZ, động cơ Supra các bạn, người ta làm tiện từ một khối nhôm, tại động cơ zin của 2JZ là bằng gan, nhưng mà có một số người lấy cục nhôm tiện ra xong đó đóng cái lòng này vô để làm cái động cơ 2JZ à, thí dụ vậy. Ở đây 4 5.2, cái này là lòng khô nha các bạn, có nghĩa là không tiếp xúc với nước. Còn này lòng ướt nè, cái thân lòng là tiếp xúc với nước luôn à, đó là cái các loại lòng có trên đây. Có Subaru nhiều lắm các bạn, để mình kiếm cái Subaru coi. Toyota 2JZ, một số cái lốc máy Toyota mặc dù bằng gan, nhưng mà khi mà bị hư hỏng cái lòng nặng quá đó, thì mình cũng phải phá bỏ ra, đóng cái lòng này mới này vô lại. Lốc máy BRZ, lòng ướt BRZ à, rất nhiều hãng xe trên thế giới đều có hết các bạn. Mình đã xài lòng của Subaru rất nhiều rồi, 5-6 lốc rồi, thấy chất lượng cũng khá là tốt. Dalton Sleeve, đây là một số lốc máy mẫu để trưng bày để mình cho các bạn coi. Thí dụ đây là lốc máy của Evo 4B11 là 4B11 á, thì nó hồi nãy mình là cái lúc lốc zin nó là cái này nó mở, nó hở, thì nó sẽ chế một cái lòng độ để đóng vô, để sẵn tiện nó bịch luôn cái chậu hở này ra để gia cố cái miệng xi lanh rất là cứng các bạn. Đây kéo ra được luôn nè, nó lòng như vậy, nó cắt cái lốc zin nó sẽ cắt xuống giống như thế này, rồi đóng lòng vô đó.
sao cứng rồi, tại mình để hơi méo thôi, kệ để vậy đi. Đó. Cái này là EcoBoost 3.5. Để mình coi có một số cái động cơ cũng quen thuộc lắm các bạn. Động cơ LS EcoBoost 2.3 cũng đóng lòng. Lòng ướt nha các bạn. Darton Sleeve là thương hiệu Nitrous Express, viết tắt là chữ NS. Thì đọc cái tên là các bạn cũng biết rồi. Này chuyên về sản xuất những cái bộ phun Nitrous cho động cơ. Nitrous Express khá nổi tiếng các bạn, nó bán từ bình cho tới hệ thống dây dẫn này nè bạn. Hệ thống solenoid điều khiển để mình phun vào. Đó, rất là nhiều dạng phun khác nhau. Ví dụ đây là một dạng phun, phun vô cái họng của chiếc xe người ta N54 này các bạn. Ai mà xài xe N54 BMW á thì mình gắn ngay cái họng hút này nè. Thì nó gắn những cái họng phun vô. Cái này đặt ngay họng hút, nó gắn nó phun vô ngay chỗ này. Để nó tăng cái lượng oxy trong buồng đốt, từ đó cái mình bơm thêm xăng. Khi mà có oxy có xăng rồi thì sẽ đốt cháy được tăng công suất. Đó, cái nguyên lý hoạt động của nó là vậy thôi các bạn. Nó bán rất nhiều cái dàn phun cho nhiều động cơ khác nhau. Nên mà có thấy tất cả cái dàn phun đều phun vào intake manifold hết. Cái bộ ống gợp khí nạp á, nó phun vào đường khí nạp hết các bạn. Đó. Một ứng dụng của cái phun nitrous này là gì? Đó là giảm lag turbo. Một số động cơ xe turbo xài turbo quá lớn á, nó bị lag, là độ trễ các bạn, nó bị trễ á. Thì những khi mà động cơ chưa đạt tới cái ngưỡng của cái turbo đó, thì mình trước khi mà đạt ngưỡng á, thì mình giờ mình phun cái này vô để tăng lực lên. Khi tăng lực đi thì nó sẽ giảm được độ trễ của turbo. Nitrous Express nha các bạn. Một cái dòng sản phẩm mà mình cực kỳ thấy thích thú nhưng mà cực kỳ mắc tiền, mình cũng không có thể nào thấy mình nghĩ mình sẽ trang bị được, đó là rồi. Cái sản phẩm về sản xuất cái hệ thống tủ bàn ghế dành cho đội đua các bạn. Có nghĩa là những cái đội đua người ta sẽ mua cái hệ thống tủ bàn ghế này về để người ta di chuyển đến các địa điểm đua và phục vụ cho những chiếc xe đua của người ta. Thì đây là những sản phẩm gì đó cho bạn thấy không? Tất cả những cái hộp đồ nghề, những cái thùng đồ nghề ở đây đều có thể đẩy tới đẩy lui được. Đây là một cái hộp đồ nghề cực kỳ tốt các bạn. Có khóa đây nè, mình mở ra giống vậy thì nó mới bật ra nha các bạn. Còn đóng lại là cứng ngắc nha. Không mở ra được, bật ra. Mà chất lượng rất là tốt, nếu mà coi lại cái bề mặt của nó nè. Quá ok luôn các bạn, mình ước gì mình có cái tủ đồ nghề giống như thế này. Mơ ước luôn á, thậm chí là mơ ước để có cái đồ nghề mà chất lượng giống như thế này. R cực kỳ tốt. Đúng là đồ Mỹ là có khác. Đẳng cấp rất là cao. Pretty good, thank you. Ngoài ra cái sản phẩm ở đây là mình thấy là mình hết hồn luôn. Đó là cái một cái hệ thống đủ thứ chuyện dành cho cái đội đua, có thể là có cái tầng trên là dùng để ngồi để quan sát, tầng dưới là để phục vụ đồ nghề này nọ, có gắn tivi, có ghế ngồi đầy đủ, một cái bộ cơm lê mình nghĩ chắc cả tỷ hơn á, chứ không ít đâu, để dành cho đội đua. Nhưng mà thực sự nếu mà mình có đội đua chuyên nghiệp á thì hoàn toàn mình có thể mua cái này, không có vấn đề gì khó khăn. Tại đối với đầu tư 1 tỷ để được những sản phẩm như vậy thì mình thấy cũng hợp lý thôi. Mình nghĩ hơn tỷ á, mình nói 1 tỷ là hơi chủ quan á, chứ mình nghĩ chắc không phải hơn 1 tỷ. Rất là đẹp các bạn, những cái tủ đồ nghề này mình nhìn thấy là mình ghiền kinh khủng luôn, nhưng mà thật sự nó cực kỳ mắc tiền, mình không có cửa nào mình mua được đâu. Mình thì xài đồ top tool thôi, chứ không có thể nào mà xài mấy cái này quá đẹp. Quá đẹp các bạn. Cometic. Cometic là chuyên sản xuất về Ron Culas. Các bạn nào đậu xe Việt Nam chắc cũng biết cái thương hiệu này. Thì mình cũng muốn giới thiệu sơ thôi, thì nó sản xuất Ron Culas ra có gì đặc biệt. Đây là cái sản phẩm Ron của nó, Ron thép nhiều lớp. Rồi nhiều dạng ron khác nhau, nhiều dạng động cơ select. Cái catalog nó cũng nhiều lắm, có đa dạng đó các bạn, từ xe Nhật cho tới xe Mỹ đều có hết. Xe Đức cũng có, thí dụ này là 6 máy. Không biết cái này là cho xe nào, hay EZ hoặc là này BM rồi, nhìn thấy cái phía trước là biết BM rồi. Cometic khá nổi tiếng các bạn. Mình thì chưa sử dụng cái sản phẩm này bao giờ, nhưng mà mình nghĩ anh em ta sử dụng cũng nhiều rồi. Nên cũng tốt. Một thương hiệu đó là thương hiệu Haltech các bạn. Thương hiệu Haltech là thương hiệu cũng rất nổi tiếng vào cái lĩnh vực sản xuất những cái ECU cũng như màn hình cho xe đua. Đó, thì hôm nay mình ghé thăm cái gian hàng của Motec coi sao. Kiếm chỗ nào vắng này, sao ở đây đông dữ, ai cũng đứng trong đây hết, chỗ đâu đứng. Đó, thì đây là cái động cơ mẫu. Động cơ mẫu xài tất cả là 4 turbo. Được điều khiển bằng Haltech Nexus R5. Có cái màn hình IC7 này mới được ra đời nè. Sản phẩm hoàn toàn mới của Motec.
giá cũng rẻ lắm, cỡ chừng $1,000 rồi các bạn. À, thì để mình kiếm hình sản phẩm, cái hình sản phẩm nó nằm ở trong đó rồi thì nó hơi kẹt, anh em đã đứng đây nhiều quá, để mình tìm cách mình chui vô coi. Đây đây là một số sản phẩm chính của Haotech, là Haotech Elite. Đây là những cái ECU đua nhiều loại, 1500, 2500, 2000, 2000, tùy bao nhiêu xi lanh cũng như chức năng gì đó thì mình sẽ chọn mua cho nó phù hợp theo cái cấu hình xe của mình. Thì Haotech cũng là một thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà nếu mà so với Motec á thì nó là thua Motec một bậc. Ở đây là cái màn hình software để lập trình cái ECU này, lập trình về cấu hình cơ bản của xe, về xăng lửa, về turbo, về gió, về đủ thứ chuyện hết, bảo vệ này nọ đó đều có đủ hết trong đây hết các bạn. Đó, đây là phần mềm tool, còn đây là cái màn hình nãy mình nói. Đó, màn hình này không có cảm ứng nha, chỉ bấm ở đây thôi. Ngoài ra đây, đây nhìn rộng hơn, bên đây rộng rãi hơn để cho các bạn nhìn. Đây là cái màn hình này khá là đẹp. Đây là những dòng Haotech cũ rồi, Haotech Platinum là dòng cũ rồi các bạn, bây thay thế với Elite rồi, nhưng mà thật sự một số xe này vẫn sử dụng cái này. Mình có thể thay đổi giữa các màn hình này các bạn. Đó, thôi tất cả các thông số. Rất là hay, nói chung là mình cảm giác màn hình này rất là tốt. Bản thân về ECU á, thì nó không ngon thôi, nhưng mà về màn hình mình thấy thiết kế khá ngon, có thể ngang ngang được với thằng Motec rồi đó. Nhưng mà giá rẻ rất là nhiều các bạn, cái màn hình này chỉ $700, ý khoảng mà $1,000, 900 mấy chục đô, $1,000 à. Còn cái thằng Motec là phải $7,000 chứ không ít đâu. Thưa các bạn, bây giờ là khoảng 2-3 giờ chiều của ngày thứ bảy, là ngày cuối cùng của PRI Show rồi. Thì mình cũng xin phép được kết thúc loạt series về cái triển lãm PRI Show này ở đây. Đó, thì mình xin chào tạm biệt hai chiếc xe. Chiếc xe đua giải Indy 500 của Mỹ đó các bạn. Đó, mình xin chào tạm biệt PRI Show. Không biết năm tới mình có đi nữa hay không thì không rõ. Thank you. Đó, tạm biệt thành phố Indianapolis. Bữa nay có trời nắng rồi, mình về khách sạn đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vlog kế tiếp.